táng ông Nguyễn Hữu Trí, trừ rằng vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 10 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, ông hưởng thọ 72 tuổi, tuổi Canh Dần, ở ấp Tích Khánh, xã Khánh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, để an táng ông vào lúc 17 giờ ngày 2 tháng 3. Đi ra xíu không? Ờ, đưa không có lên dây nữa đâu. Tới rồi đây. Một tay ba lên. Cái gì ông nội? Nó có ngọ ơ. Chắc chừng 200 kg chứ gì đâu. Không rồi cho 60 kg đi. Hả? Đó, đó là đặt ha. À, bị cây đặt. Ngày đọc nguyên mà thôi phải ráng nặng mà. Chứ mà be mà ốp á. Ốp không này nguyên mà.
cái nắp này 3-4 xiên hả? Qua vô ta xuống đi chứ. Rồi cho đặt luôn chứ không phải. Cũng đưa rác hết trên gì đâu. Đi về đâu có thấy cái đồng đó. Ở sao chị tưởng hả? Làm sao sụp cái đồng đi. Anh có kêu lên.
Đâu này với đầu nãy coi chạy tới đây. Đưa để cho anh em cho chạy tới đây.